MC Kỳ Duyên vừa đón sinh nhật lần thứ 59 và chia sẻ về món quà đặc biệt từ chồng cũ thứ hai, Trịnh Hội. Cặp đôi từng sống chung trong 4 năm và bị đồn tái hợp từ năm 2020. Một trong những món quà gây chú ý của mẹ hai con là bó hoa tươi từ Trịnh Hội. Kỳ Duyên cho biết, những cánh hoa mộc mạc như tình yêu anh dành cho em, giản dị, tự nhiên, không màu mè, nhưng bền bỉ và lâu tàn hơn bất cứ loại hoa nào. I love it, Thanh yêu anh Trịnh Hội. Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và chồng cũ thứ hai đã thu hút sự chú ý trong suốt 4 năm qua. Không lâu trước đó, họ đã đăng ảnh tình tứ tại một đám cưới. Nhân dịp ngày của cha, Kỳ Duyên đã chia sẻ loạt ảnh của Trịnh Hội với các con và bày tỏ lòng biết ơn tới chồng cũ. Cô viết, cảm ơn anh đã luôn là người cha thương yêu, nâng đỡ và công bằng với tất cả con của chúng ta. Con nít học hỏi bằng cách ghi nhận và bắt chước người lớn, vì vậy em rất hạnh phúc khi con mình có một tấm gương sáng để theo đuổi. Và tất nhiên, ai là người cha tốt thì không thể là người chồng tệ, phải không? Trịnh Hội và Kỳ Duyên đã kết hôn vào năm 2004 và sau đó chia tay vào năm 2008. Trong vài năm gần đây, sự xuất hiện cùng nhau của họ đã khiến nhiều người đặt câu hỏi và đề cập đến khả năng tái hợp giữa họ. Nguyễn Cao Kỳ Duyên học đàn dương cầm từ khi 5 tuổi. Trong độ tuổi 13 đến 19, cô còn học nhạc và lý thuyết âm nhạc, cũng như học luyện giọng. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 1984, đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 1985, cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng như một ca sĩ tại Seattle, Washington, nhưng lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong video của trung tâm Hollywood Night. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Hoa Kỳ và Paris.